Theo những người dân ở thôn Lâm Du, sự bức xúc của họ ngày càng tăng lên bởi ý kiến của họ không những không được lắng nghe, mà trái lại, chủ đầu tư vẫn rốt ráo thực hiện dự án sai quy trình, mà theo người dân là gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng. Chúng tôi rất ủng hộ với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước, mở đường là có lợi cho nước và có lợi cho dân. Thế nhưng cái việc mở đường này chúng tôi hoàn toàn bất bình. Ruộng đất chúng tôi đây, thế tại sao lại không làm? Này cứ làm trong làm, người ta mất hàng bao nhiêu tiền, cả một cánh đồng như thế này, còn hoang vu luôn. Thế tại sao không làm đường thẳng? Cô hỏi cháu một câu, đường thẳng an toàn giao thông hay là đường cong an toàn giao thông? Thế mà bây giờ một cái đường vô lý như thế mà dân người ta phản ánh, mà các cấp chính quyền cứ cố tình lờ đi như thế, là thế nào? Người dân cũng khẳng định là họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh con đường từ cong thành thẳng. Thực tế thì ở thành phố Hà Nội, rất nhiều dự án, trong đó có không ít dự án làm đường đã được điều chỉnh khi phát hiện ra những yếu tố mới, có lợi hơn về kinh tế xã hội. Và nếu cơ quan chức năng không điều chỉnh, thì cũng cần phải công khai với dân lý do giữ nguyên quy hoạch. Điều chỉnh là một cái nội dung trong quy hoạch được luật pháp cho phép khi có những cái yêu cầu tác động cần phải xem xét. Gần đây nhất thì có một số tuyến đường khác cũng đặt ra vấn đề điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh ở đây là phải vì lợi ích của dân, vì cái mục tiêu hiệu quả kinh tế thì chắc chắn là sẽ được dư luận ủng hộ. Theo đúng quy định của pháp luật, chúng ta phải làm lại. Tất cả những cái làm cũ mà sai, cứ cho là chúng ta không có chế tài nào xử lý những người làm sai, thì chúng ta phải làm lại tất cả mọi việc, phải lấy lại ý kiến người dân về quy hoạch. Đường cong nắn thành thẳng, ngân sách nhà nước tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Cuộc sống của gần trăm hộ dân cũng không bị đảo lộn vì phải di rời, tái định cư. Nguyện vọng lớn nhất của những người dân là kiến nghị của họ sẽ được lắng nghe bởi những người có trách nhiệm. Khi mà đã thực hiện dự án, quan trọng nhất là chúng ta phải tổ chức thực hiện theo quy hoạch.